Chào tất cả anh em xem clip của mình nha. Thì tối 8 giờ rưỡi nhưng mà Mạnh vẫn lên cái clip này, lên để nói một điều là bữa nay có nhiều chuyện vui. Nói chung là bữa nay là một ngày là đúng xui luôn anh em. Nếu mà anh em có theo dõi Facebook của Mạnh á, thì sáng giờ Mạnh có đăng hai bài liên quan tới mặt kính đồng hồ đó, thì kể câu chuyện cho anh em nghe. Thì ở đây sẽ có cái thằng bán cái mặt kính, cái đồng hồ đó cho Mạnh coi cái clip này luôn, và có khách mua cái đồng hồ đó coi cái clip này luôn đó, và có một vài người liên quan tới cái clip này cũng đang coi cái clip này luôn, nên Mạnh không sợ. Mạnh là một người nói thật sự với anh em á, là có sao nói vậy. Anh Giang Long An, ảnh nhờ Mạnh đi kiếm, ảnh coi được clip này nè, ảnh nhờ Mạnh kiếm một cái đồng hồ. Thì Mạnh mới thấy cái thằng đó nó bán cho Mạnh một cái đồng hồ, nó bán một cái đồng hồ chứ không phải bán cho Mạnh, bán một cái đồng hồ. Thì Mạnh chụp nguyên cái hình của nó đăng bán, Mạnh thấy qua cho anh Giang. Anh Giang nói Mạnh hỏi anh Giang được không, anh Giang nói ok, đồng hồ đẹp đó. Thì Mạnh mới chốt với nó, thì cái đồng hồ nó bán luôn á là trên 1 triệu anh em. Thì Mạnh hỏi nó là như thế nào, thì nó nói là bao hoạt động bình thường, thay mặt kính alpha, đúng nha, đúng nguyên câu nha, là thay mặt kính alpha bao hoạt động bình thường, mọi chức năng không lỗi lầm đó. Thì Mạnh mới nói với khách như vậy là mọi chức năng không lỗi lầm, nhưng mà có thay mặt kính alpha đó. Thì nói thật sự là hôm qua Mạnh nhận được hàng, thì bữa nay là sáng nay là 6 giờ Mạnh mới đưa vợ Mạnh ra bến xe để về quê. Thì Mạnh nói thật sự là nguyên ngày hôm qua là Mạnh bận luôn, Mạnh không có kiểm tra được cái gói hàng đó. Thì sáng mới mở ra, nói chung là khách nhắn tin thì mới mới mở ra, khách nhắn tin mình bắt đầu mở ra mới coi, thì bắt đầu là phát hiện ra là cái mặt kính lô. Lúc đó Mạnh mới khẳng định là mặt kính lô nha, nói thật sự với anh em, tại nó bán cho Mạnh, nó nói là mặt kính alpha. Hồi cái câu chuyện này sẽ nói sao cho anh em. Thì mình thường thường mặt kính alpha là nó sẽ có cái chữ Honda nó nằm trong mặt kính, nhưng mà cái cuối cùng á là cái mặt kính không có chữ Honda thì mình khẳng định là lô, tại anh bán cho tôi, anh nói lên với tôi là cái mặt kính alpha mà cuối cùng là không có chữ Honda thì cái đồ lô thôi chứ đừng nói gì nữa đó. Rồi một chuyện, cái chuyện thứ hai nữa là khách kỹ, khách gắn cái đồng hồ đó lên xe, khách test luôn thì cái kim nó bị nhảy. Bán cho người ta một cái đồng hồ giá trị giá trên 1 triệu, bao chức năng hoạt động bình thường, bao lỗi lầm, mà cái kim bị nhảy, cái kim bị nhảy anh em đó. Mạnh mới nói với khanh anh khách đó, nói thôi kim nó vậy rồi thì thôi để em thu lợi, em không có bán anh để em trả lời lái đó. Thì Mạnh mới đem lên đó, Mạnh mới điện alo, alo anh ơi, bây giờ cái đồng hồ này em gửi lại anh nha. Em không có lấy được đó. Bắt đầu ông hỏi tại sao, thì bắt đầu á mình nói là thứ nhất là cái mặt kính này không phải mặt kính của alpha mà là mặt kính lô, nguyên văn của Mạnh nha là mặt kính lô đó. Cái thứ hai đó là cái kim, cái giá này trên 1 triệu mà cái kim bị nhảy đó là không được. Cái bắt đầu ông nói á, trời ơi, kim bị nhảy em đâu có bao cho anh đâu anh, hồi đó giờ bán đồng hồ em không có bao cái chuyện đó. Là sao quá, hoạt động bình thường, cây kim bị nhảy là hoạt động bình thường hay không? Cái kim người ta bình thường là lên từ 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 chứ người ta không có nhảy kiểu này ha, không có nhảy kiểu này là không chịu thu đồ lại. Rồi em nói cái vụ, rồi cái vụ mặt kính là sao, cãi với em cho bằng được là cái mặt kính đó là mặt kính alpha đó, nói là cái mặt kính này là mặt kính ổng đi mua đâu, nhờ thằng em gì trong hãng á, đi mua đúng mặt kính của alpha đó 100%. Và em nói á, mặt kính alpha người ta phải có chữ Honda, phải có chữ Honda, và cãi với em luôn là mặt kính 110 mới có chữ Honda và mặt kính Alpha không có chữ Honda nha, mặt kính Alpha không có chữ Honda, cãi với em vậy đó. Bắt đầu mới kêu em điện Nguyễn Hùng Vĩnh Long, nói thật sự xin lỗi anh Nguyễn Hùng Vĩnh Long nha, xin lỗi anh đã nhắc tên anh đây đó, kêu em điện cho anh Nguyễn Hùng Vĩnh Long, em điện cho anh Nguyễn Hùng Vĩnh Long em hỏi, có nghĩa là kêu em điện cho Nguyễn Hùng Vĩnh Long hỏi đâu ơi mặt kính Alpha nó có chữ Honda không. Thì em điện cho Nguyễn Hùng Vĩnh Long, em gọi em có ghi âm lại luôn, thì anh Nguyễn Hùng Vĩnh Long nói là mặt kính của Alpha nó có chữ Honda mà nó nhỏ hơn 110. Em cảm ơn anh Nguyễn Hùng Vĩnh Long, xong em cầm nguyên cái ghi âm đó đó, liên quan đó em gửi qua cho nó. Nó nghe xong á thì trong chắc có lẽ trong cái thời gian mà em gọi cho anh Nguyễn Hùng Vĩnh Long á,
nó gọi cho cái thằng bán, thì cái thằng bán chắc lúc đó nó nói là mắt kính nó là mắt kính của quay vlog. Bắt đầu nó bắt vô, qua cái chuyện nó bắt vô nó nói em là cái mặt kính đó là mặt kính hãng chứ không phải là mặt kính, nó dụ anh em nó nói là mặt kính đó là mặt kính hãng chứ không phải mặt kính lô. Mà ban đầu em đâu có biết cái mặt kính quay bà lắc như thế nào đâu, em không biết, em thề là em không biết, em nói thẳng. Rồi đó giờ chưa quay nhỏ thì mình chỉ biết là quay nhỏ, quay em pha với quay thái thôi, chứ mắc mới ông nội ngoại gì quay bà lắc vô đây không biết. Mà anh bán hàng cho tôi anh nói là mặt kính Alpha, mà Alpha phải có chữ Honda, mà không có chữ Honda là tôi nói lô thôi, khỏi cần nói gì chứ. Nó gà vô nó nói mạnh hồi nãy rồi, mạnh nói đồ lô mà đồ này đồ hãng, nó kêu mạnh đem đi ra hãng coi này kia đó. Bắt đầu mà nói á, cần thì anh chạy qua đây, tôi có việc anh có việc, anh chạy qua đây hai thằng đem ra hãng coi đó. Bắt đầu nó nói ở bên đó nó bận này kia, mà nó cũng nói luôn là ok nó sẽ đem qua, nhưng mà cũng không thấy đâu. Rồi bắt đầu mình nói thôi bây giờ á, trước khi đem qua á, anh đăng cái mặt kính của anh bán lên trên hội đi, anh hỏi có anh em thử cái mặt kính này phải của Alpha hay không. Lúc đó vẫn chưa phát hiện ra là cái của Black nha anh em, mạnh chưa hề biết nha, mạnh chưa hề biết, thề là chưa hề biết đó. Bắt đầu nó nói là nó bận lắm nó không làm, nó kêu mạnh làm đó, thì mạnh làm mạnh nói á, là đăng lên nha, có gì thì anh tự chịu nha đó. Nó nói ok, nó bắt đầu mạnh đăng lên, nó thật sự là mạnh đăng lên, mạnh không có công kích không gì, mạnh chụp hình cái mặt kính. Mạnh chỉ nói á, anh em chơi xe cho mạnh hỏi cái mặt kính này zin Alpha hay là lô mà không có chữ Honda. Đúng văn của mạnh là zin Alpha nha, mà hay là lô mà không có chữ Honda đó. Bắt đầu nó nhắn tin nó táp cái thằng Nguyễn Phi gì vô đó, nói chung là không biết cái tên Phi Phi gì đó, thì thằng đó mới vô nói là mặt kính này của quay bà lắc mà xài chung được cho quay Alpha. Tôi đâu có quan tâm ông nội, tôi đâu có quan tâm đâu, ông bán đầu cho tôi là cái mặt kính Alpha mà bây giờ nói của quay bà lắc đó. Thì tới lúc đó mạnh mới biết là cái mặt kính đó của quay bà lắc. Tại vì sao mạnh lên trên mạng mạnh sọt thì cái mặt kính đó là của quay bà lắc anh em, cái mã nó khác nha, cái mã của Alpha là thằng KV, còn mặt kính của quay bà lắc á là K57, khác nhau hoàn toàn, hai thằng giá khác giá luôn nha. Một thằng có 40 mấy ngàn thôi, một thằng trong hẹn nó bán hơn 70 ngàn lận đó, hai thằng khác giá nhau hoàn toàn. Thì bắt đầu nó vô nó nhắn tin nó này kia, nó nói cái mặt kính đó là mặt kính Alpha Zin, mạnh nói cái mạnh nói chung là nói cái gì đó. Rồi bắt đầu nói nhiều cái, nó nói là mạnh chưa trải sự đời đủ thứ kiểu trên trời dưới đất đó. Bắt đầu mạnh mới điên lên này, mạnh qua mạnh đăng thêm một cái bài thứ hai để nói lúc đầu bán là nói của Alpha mà cuối cùng không phải của Alpha này kia, nói chung là này kia. Bắt đầu vô nó nhắn tin nó nói là Black với Alpha khác nhau, hả đại ca, nó coi nó tắt tên này ta, tắt tên của Nguyễn Hùng, anh Nguyễn Hùng hay là ai đó đó. Cái mạnh vô mạnh mới nói Black là Black, Alpha là Alpha, hai thằng nó khác nhau, cái mã nó khác nhau, cái giá tiền nó khác nhau. Nếu mà nó giống nhau thì thằng hãng nó bán chung một giá rồi, nó để chung một mã rồi, chứ không đời nào mà nó chia làm hai, nó xài chung nhau được. Nhưng mà thằng nào ra thằng đó, chấp nhận không, một thằng có chữ Honda một thằng không có chữ Honda mà phải phân biệt được cái chuyện đó. Bắt đầu hồi nó gài kèo mạnh cái vụ 10 triệu 10 cũ đó. Nó nói bây giờ đem ra, đem cái mặt kính của nó đem ra hãng hỏi phải của Alpha hay không hay là lô nè, nguyên câu đó là Alpha hay không hay là lô đó. Thì mình nói là chơi cái, bắt đầu hồi nó nói là ế mạnh không chơi nha. Mạnh nói là chơi gì không được, mạnh nói là chơi gì không được, chơi là chơi vậy nè, nếu mà đem cái mã đó ra, đem ra mà hãng, nếu mà hãng nói cái mã đó là của Alpha thì tôi thua 10 củ, còn nếu mà cái hãng đó là của quay Black ông thua tôi 10 củ. Cuối cùng nó không chơi, nó nói zin hay lô à, nó đáo và zin hay lô à, mà cuối cùng là nó nói nó bán đồ cho người ta Alpha mà cuối cùng là quay Black đó, là không ấy, và không chịu nhận lời cái đồng hồ luôn. Nói chung là bán giá trị cái đồng hồ hơn 1 triệu đó, về bị lỗi. Mặt kính không phải mặt kính của Alpha, nói mặt kính Alpha mà không phải mặt kính của Alpha, cái kim nó bị nhảy mà không chịu nhận lại đồ đó, không chịu nhận lại đồ đó, mà còn nói này nói nọ, nói chung là lên chảnh. Mạnh cái bài viết mạnh đăng đầu tiên á, không có ý công kích gì ai, nó thật sự không muốn tạo ra ma gì, nhưng mà nó vô nó bình luận làm như là cái gì gì đó, nói chung là
anh em vô xem được cái đó thì anh em biết, nói chung là bình luận như cái gì á nó không có đáng đó. Rồi nói thẳng luôn nè, nó chơi vậy là chơi ngu, chơi vụ chơi ngu. Tại vì sao? Cái giữa cái mặt kính á, trên lệnh nhau có mấy chục ngàn à, 20 ngàn đó, nó không tới đâu chứ á. Thà ngay ban đầu nó biết ra được cái mặt kính đó của quay bà lắc, nó chịu nhận lỗi, nó chịu nhận lỗi nha. Nó chỉ cần nó Mạnh ơi, tôi bán gì đó, tôi bán rồi lúc mà tôi mua thì mặt kính em pha mà nhà thằng hãng nó lấy mặt kính quay bà lắc nó bán cho tôi, bây giờ tôi không biết, tôi nói với bạn vậy đó thì ok, rõ ràng không? Hoặc là nó có một cái đồng hồ khác đó, nó đổi cho Mạnh, hoặc là nó chấp nhận nó dê cái đồng hồ về, tại thật sự đồng hồ này là đồng hồ lỗi đó. Mà cái lỗi này nói chung là cũng dễ lắm anh em, không có khó đâu nè đó. Rồi nếu mà nó chấp nhận làm cái chuyện đó thì nó có được một người khách buôn bán với nó hoài, nó thẳng buôn bán với nó hoài, mà nó làm gì là nó quá dở, nó không có đáng bao nhiêu, có 20 ngàn mà mua được một con người, mua được một con người, mua được nhân cách một con người quá rẻ, biết được một một con người quá rẻ đối với Mạnh luôn. Nói thật sự luôn nè, hôm qua Mạnh gửi ba cái lường làm hai tem cho ông khách, thì bữa nay khách nhận được ba người khách nhận được ba cái lường đó, thì trong đó có hai cái lường do bên nhận chuyển bên Viettel nha, họ chắc đồ lên bể tan nát lường luôn. Và hai anh xem lường, hai anh mua lường sẽ có xem được cái clip này luôn, hai anh mua lường xem được cái clip này luôn, ba anh luôn chứ không phải hai anh, ba anh luôn, mà hai anh gặp trục trặc xem được cái clip này luôn, có phải hay không? Khách chỉ cần chụp hình, nói chung là cái anh đầu tiên là ảnh nhắn cho Mạnh lúc nói chung là 2 giờ mấy á đó, ảnh chụp hình cái lường qua ảnh gửi qua thì nó tét nguyên một đường luôn. Mạnh nói đúng một câu một, để em gửi cho anh cái khác, Mạnh không có kỳ kèo nha, gửi cho cái khác là gửi cho khách đó, gửi tặng khách chứ không có tính tiền thêm, không có tính tiền thêm, mặc dù cái lường làm item đó trị giá là 480 ngàn, không có tính tiền thêm anh em. Bắt đầu nghĩ trong bụng, chết mẹ rồi, chỉ còn hai cái lường kia làm sao đó. Bắt đầu là thấy cái đơn hàng của anh tại bên Viettel mà nó giao hàng được á, nó báo vô điện thoại của Mạnh liền, báo vô ứng dụng liền, thấy cái đơn hàng của anh Thắng là nhận được rồi, điện cho anh Thắng nói ok em không có vấn đề gì á, nói chung ngon lành, thì nó bắt đầu yên yên tâm được rồi. Mà lúc đó là cái đơn hàng của anh Đại chưa có nhận được, đây đơn hàng của anh Đô chứ, đơn hàng của anh Đại thì bị lỗi đó, là đơn hàng của anh Đô ở Tây Ninh chưa có nhận được, lúc đó là chưa nhận được, đâu có điện khách được. Bắt đầu tới 4 giờ mấy ông Đô ông chụp hình cái lường qua hết hồn đó anh em, nó nát còn cái đường của anh Đại. Mà xui một điều á, là cái lượng của anh Đô khó dán luôn hai cái tem, mắc là mắc hai cái tem anh em, hai cái tem trăm mấy chục ngàn à, còn cái lượng của anh Đại mua không có hai tem, nói chung không có tem, thì cái đó mình gửi cho khách được. Ổng gửi qua cái là mình gọi anh thôi, mà nói bữa nay em dính gì á, gửi hình qua cho ổng, nói hồi nãy cũng có khách y hình nhìn đó, rồi mình nói là thôi để em gửi cho anh cái thịt lượng khác đó. Trong vòng một nốt nhạc chứ không có lý do lý chấu, không có đổi thừa vận chuyển, nói thật sự cái này đổi thừa vận chuyển được nha anh em, tại do vận chuyển mà. Nhưng mà ép cái khách hàng á, lúc mà kiểm tra không có kiểm tra trước cái mặt shipper, nên lúc mà mình đem vô nhà rồi thì ai chịu, shipper nào nó đâu chịu đâu, không có chịu nha anh em đó. Nên cái thật sự cái này là lỗi bên shipper đó, nhưng mà Mạnh vẫn chịu, Mạnh vẫn chịu nha, hai cái lường hơn 1 triệu bạc vẫn chịu, trong vòng một nốt nhạc thôi chứ không có lý do lý chấu, không có đổi thừa này kia chứ. Mạnh chịu là mình chịu, tại vì sao? Mạnh biết mạnh chịu cái này mạnh sẽ có được hai người khách, đúng không? Chơi quá đẹp với anh em. Cái lường đầu tiên của anh đại nhận là không phải anh Đại nhận nha, đó ai nhận giùm anh Đại á, không kiểm tra hàng trước mặt shipper, cái đó không kiểm hay xa hàng trước mặt shipper về rồi mà ổng đi về ổng mới kiểm, thì đó rõ ràng là cái đó mình không có trách được ai gì hết đó. Thì thôi anh em mà không kiểm tra được nó thì mình chịu. Cái thứ hai cũng vậy, anh Đô cũng nhờ em của anh Đô nhận giùm, không kiểm tra hàng luôn thì họ cũng chịu thôi chứ sao giờ đó. Nhưng mà ai chịu? Mạnh chịu, bản thân mạnh chịu, mạnh chịu để mạnh có hai được hai người khách, hai người khách, cái tính mạnh đó giờ vậy đó anh em.
chứ không có lý do lý chấu nữa. Thật sự là nếu anh em xem clip theo dõi mình đã lâu rồi, anh em xem thì anh em sẽ biết tính của mình, không lý do lý chấu. Tại vì mạnh đặt trước khi mà mạnh làm cái gì, mạnh đặt cái mạnh vào cái khách hàng. Nếu mà mạnh bỏ ra 480.000, mạnh bỏ ra 480.000 nha, mạnh mua một cái lường của một ai đó về mà gặp cái tình trạng mà cái lường như vậy đó, mà biết là không phải còn người bán mà do cái bên shipper đó đó, gặp cái lường như vậy mà bên người bán mà đổ lỗi cho shipper, bên người bán đổ lỗi cho shipper, đổ lỗi cho khách hàng không kiểm tra hàng tại lúc đó, thì trường hợp của mạnh là khách hàng như thế nào? Tức lắm anh em, mà tức ai? Tức cái thằng bán, tức cái thằng bán chứ tức ai. Mẹ mày bán hàng cho tao mà bây giờ tao xài không được, không lẽ đi đi tức cái thằng shipper? Không, niếm đầu thằng bán trước chứ không phải niếm đầu thằng shipper đó, đúng không? Nhưng mà mạnh đặt cái trường hợp của mạnh vào khách hàng là rõ ràng là mạnh tức, nên thôi một nốt nhạc vừa chụp cái hình của nó qua, mạnh thấy mình xem xong rồi mạnh đi nhắn anh đúng một câu thôi, để em gửi cho anh cái lượng khác nha, là 2 giờ mấy anh gọi cho mạnh, anh đại là mạnh đóng, anh kiếm cái thùng mạnh đóng vô cái lượng đó là mình đem ra việc theo mình gửi lại luôn rồi, mạnh gửi lại cho anh đại luôn rồi. Còn anh đô á, anh báo trễ quá thì thôi để mai mình gửi đó, xử lý rất là nhanh rất là lẹ anh em. Và cách đó là cái cách làm việc của mạnh, không có lý do lý chấu. Mặc dù nói xong mà phân tích cho khách nghe nha, phân tích cho khách nghe ở cái này là lỗi của shipper này anh đó, với mà cái lỗi một phần của anh nữa, anh lúc anh nhận hàng anh không có kiểm tra, thì khách cũng có nói sự thật là anh đại nói là ừ, lúc đó anh không phải là anh đang nhận hàng, mà ai nhận hàng dùm ảnh đó, anh đô cũng vậy luôn, là em của anh, em trai của anh nhận hàng dùm ảnh đó, là anh không có kiểm tra được, thì thôi cái này là mình chịu luôn. Nói chung là vui vẻ thôi. Thì anh đại anh nói là thôi để anh tại cái lường của ấy, cái anh đô chứ, anh đô anh nói là thôi để anh phụ cái tiền tem cho mạnh, tại cái lường của anh có tem đó, anh phụ cái tiền tem cho mạnh, thì thôi cảm ơn anh đó. Thật sự cái tem 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 trên nó mắc quá, 2 con tem chứ cái lường thì mạnh lo được đó, mạnh lo được, nó không thành vấn đề với mạnh. Đối với mạnh nó thật sự với anh em luôn, có 1 triệu 2 triệu để mình có thêm một người khách hàng, 2 người khách hàng đối với mình không thành vấn đề. Tại vì sao mạnh nghĩ như vậy nào? Bây giờ mình cứ việc phục vụ khách đi, mình làm vui, mình làm ngành dịch vụ mà tội tình gì mình đi cãi khách. Mình cãi khách là mình mất khách liền, mình cãi khách là mình mất khách liền anh em. Mình phục vụ khách hàng đi, khách hàng ưng ý, khách hàng hài lòng, khách hàng quay lại, khách hàng mua đồ nữa, thì mình lúc đó mình sẽ được lợi nhiều hơn nữa, mình có khách hàng mình sẽ có lợi nhiều hơn nữa. Không có tội tình gì mà đi cãi khách chi. Thứ nhất hai bên nó nóng, nó quạo với nhau, đúng không? Đâu được gì đâu mà mình mất khách hàng nữa, mình mất đi một nguồn khách hàng nữa, không có nên. Ngu, nói thẳng ra là ngu mới đi cãi khách hàng nhé. Thiệt ngu, quá ngu. Mạnh thì không có chơi trò đó, thà mình chịu thiệt một tí. Tại vì sao? Mình đặt cái trường hợp của mình vào khách hàng thì rõ ràng là mình cũng bực bội, mà mình cũng bức xúc. Nếu mà bây giờ cái thằng bán mà bắt mình chỉ 50%, hoặc là bắt là nó không chịu trách nhiệm luôn, nó đổ lỗi cho shipper, nó đổ lỗi cho khách hàng lúc kiểm tra hàng không nhận, đấy, lúc nhận hàng không kiểm tra, thì đó lúc đó đặt trường hợp mình là mình cũng quạo thôi. Nên thôi tốt nhất, mà nếu mà không làm chuyện đó là mất khách luôn. Tại vì sao? Họ đã tìm đến mình, họ mua đồ rồi, thì chắc chắn nếu mà mình phục vụ họ tốt, họ nhận được những món hàng ưng ý, thì họ sẽ ghé lại mình lần 1, lần 2, lần 3, lần 4. Hoặc là nếu mà họ không ghé, họ không có nhu cầu họ ghé, thì có những người bạn họ chơi chung thì họ cũng giới thiệu, ở thằng đây nè, nó cái chỗ này bán hàng như sao nè đó, thì rõ ràng là mình có thêm một cái nguồn khách hàng để mình khai thác vài trăm ngàn, quá ít. Nó thật sự quá ít. Lo nổi. Còn cái chuyện mà mặt kính đồng hồ, cái đồng hồ đó mua được, tính nghe cái mặt kính đồng hồ của quay lắc với đồng hồ của em pha trên lệch nhau có hai mấy ngàn mua một con người, mua được, quá rẻ, quá bèo. Mạnh buôn bán từ năm 2016 tới giờ, xin lỗi anh em luôn, chưa hề ai phốt mạnh điều gì. Nói thẳng với anh em luôn là chưa hề ai phốt mạnh điều gì. Nếu mà không tin anh em cứ việc lên nào anh em kiếm
không hề ai phót mạnh điều gì. Tại vì sao? Mạnh phục vụ khách hàng là mạnh đặt, mạnh là khách hàng trước đó. Nhưng mà ngược lại cái nha, mạnh có một điều nha, anh em mà trả giá mua đồ mạnh á, mà trả giá không mua đồ được mạnh đâu, nói thẳng luôn, không mua đồ được mạnh đâu, không đời nào mà mua được đồ được mạnh, nói thiệt. Tại vì sao? Mạnh đi mua đồ mạnh cũng không hề trả giá. Đôi khi cái những món đồ đó đó, đồ mới thì đâu trả giá được anh em, đúng không? Còn đồ theo xe, có những cái ví dụ như mua dàn áo đi, dàn áo này nó sẽ khác dàn áo kia, mà đôi khi anh em báo giá cao quá, mình hỏi đúng một câu thôi, không hề nào mà trả giá ở kỳ kèo 100% nha, không hề nào, mà hỏi đúng một câu thôi, bớt không, hỏi đúng một câu một bớt không, chứ không phải là người ta báo giá dàn áo 2,5 triệu, ôi 2 triệu đi dàn áo này, 2 triệu để em lấy, hoặc là 1,1 triệu để em lấy, hoặc là 2,2 triệu, không có, không, mình không hề có, không hề. Giá lúc nào cũng phải đưa cho anh em người bán người ta ra, mình thấy hợp lý mình mua, nói chung là mình thấy hợp lý là mình mua liền, chứ mình không có kỳ kèo cho anh em. Nhưng mà thấy giá không hợp lý, hỏi đúng câu bớt không, nếu mà bớt xuống cái mức giá mà mình cảm thấy mình ra được mình lấy, còn không bớt thì nói thôi đợi dần sau chia tay, chứ không có cái lúc đó không có hỏi nữa nha, không có hỏi bớt bớt nữa không nha, lại hỏi đúng một lần một bớt không là thôi. Nên anh em mua đồ mà kỳ kèo với mình 50% á, không mua đồ được mạnh đâu, nói thật. Tại mình phục vụ đây là mình phục vụ khách, khách của mình là những người người ta chơi xe, người ta biết chơi đó, chứ không phải là để phục vụ những người mà người ta kỳ kèo một món đồ mà 50%. Đối với mình nó 50% anh em vui vẻ mình bớt được, nói thẳng luôn mình bớt được. Có những người qua mua đồ mình báo giá xong rồi chốt giá xong rồi qua mình măng bớt, qua mình măng bớt bớt bình thường anh em đó, thiệt. Đi mua một cái đầu đèn cho khách 480, báo giá khách 480, cuối cùng thêm cái món gì nữa đó, nói chung là thêm cái món gì nữa đó là cũng chênh lệch nhau 20, có nghĩa là báo giá khách chứ cao 20. Mua xong về báo giá, anh ơi món này em mua là vậy nè, có 460, cái món kia còn anh còn 20, là hai món anh còn được 40.000, thôi em trả tiền ship cho anh luôn nha, bớt cho khách. Mà mặc dù là lúc đó khách hàng chuyển cái tiền rồi nha anh em, chuyển tiền rồi thì có những anh em mua đồ cũ vậy luôn đó, qua thấy vui vẻ bớt, chuyện bình thường, nói với mạnh bớt 50%, nói với anh em bình thường. Có nhiều anh em bị bo lại mạnh luôn mà mạnh không chịu. Anh Linh mới qua mua cái mặt, mua mặt nạ này gấp cái cà te nè, rồi cái gác chân 2 tầng nè, bữa đó là mình tính nhiều đó, nói chung là mình bớt ảnh 50 mà nó thôi em không cho thêm anh, thôi em nhờ anh mà em không cho thêm anh thôi vậy. Bớt có cuộc gọi khách nữa anh em ơi, rồi quay lại câu chuyện nè đó, anh em thấy không, nói chung là mua hàng với mạnh anh em đừng có trả giá 50%, không mua đồ được mình đâu, nói thiệt luôn. Còn cái chuyện mà mạnh bỏ ra mấy trăm ngàn triệu để khắc phục hậu quả, nên là cái chuyện đó là để mạnh, nó thật sự là mạnh chiều khách hàng, mạnh lúc nào cũng vậy, mạnh là một cái thằng bán hàng, mạnh cũng là một thằng đi mua hàng, nên mạnh hiểu được cái cảm giác của anh em. Nếu mà mạnh không làm vậy thì mạnh được gì đâu, được lời thêm 3-400 ngàn, hai cái đó lời 3-400 ngàn. Nhưng mà mạnh khách bắt hai khách hàng, thà mạnh không có là cái số tiền đó, mình bỏ thêm một số tiền ít nữa để mình có được thêm hai khách hàng, thì mình chọn là cách là phục vụ khách đi, phục vụ khách đi, để là mình có được thêm hai khách hàng. Có thể là họ sau này nếu mà họ cần thì họ sẽ gọi mình, chắc chắn 100% luôn, nói thật sự với anh em luôn, khi mà mình phục vụ tốt khách hàng đi, họ cần cái gì liên quan tới cái mà mình bán, họ sẽ alo mình liền, họ sẽ alo mình liền chứ không nói gì á. Nếu mà họ không không có nhu cầu nữa thì có thể là bạn bè họ có nhu cầu, họ giới thiệu, họ sẽ giới thiệu cho mình, có nghĩa là mình có thêm nguồn khách hàng để mình bán đó. Chứ bây giờ nó thật sự với anh em á, buôn bán á tràn lan đại hải, tràn lan đại hải, quan trọng là kiếm cái người nào uy tín để anh em mua. Chứ nếu mà nói thật sự mà muốn mua đồ thì hàng ngàn người bán nha, hàng ngàn người bán. Mình đi học tính ra là
17 năm. 17 năm ngồi ghế nhà trường. Học phổ thông, học quản trị kinh doanh 17 năm. Mình rút ra được đúng điều một là đừng nên đi cãi khách hàng. Cãi khách hàng là ngu, mình làm dịch vụ cãi khách hàng là vô ngu. Nó thật sự là ngu. Tại sao? Cho dù khách đúng hay khách sai gì, không cần biết. Đó. Cho dù mình thắng hay mình thua trên cái cuộc cãi đó luôn, cũng không cần biết. Nhưng mà quan trọng là khi mà mình cãi khách hàng xong rồi là mình thua về sau, về lâu về dài. Thua là về lâu về dài, tại mình làm ngành dịch vụ mà. Mình thua là về lâu về dài, chắc lúc chắc 100%. Đó. Thà mình cái việc phục vụ tận tình đi, hết sức mình đi. Cái nào mà mình có thể hỗ trợ được khách thì mình hỗ trợ. Cái này là em dùng từ hỗ trợ nha. Hỗ trợ được khách thì mình hỗ trợ thật sự. Hai cái lường hồi chiều là mình hỗ trợ khách thôi. Chứ hồi đó giờ em bán em vẫn đóng gói gì bình thường, em vẫn gửi đi biết bao nhiêu cái lường, anh em mua được biết bao nhiêu cái lường, nhưng mà đâu có vấn đề gì đâu. Không hề vấn đề gì, vẫn là một cách đóng gói. Không hề vấn đề gì hết. Đó. Nhưng mà cái này là do vận chuyển nó đè rồi luôn, em nói thật sự với anh em mấy cái lường ấy. Nó dục cho dù em đóng gói rồi, cho dù nó dục gầm 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 luôn không vấn đề gì hết. Đừng có đè cái vật nặng lên thôi. Đằng này cái lường nhẹ hiều mà dám nó lấy cái thùng mấy mười mấy hai chục ký nó đè lên thì làm gì còn cái lường nữa, nó nát bét. Nó nát bét. Còn đóng vô thùng anh em có thể là nói đóng vô thùng ok, có những cách mạnh đóng vô thùng. Nhưng mà có những anh đâu phải cái nào cũng đóng vô thùng được đâu anh em. Cái lường nó dài lắm. Không phải lúc nào cũng có thùng cho anh em đóng đâu. Cái lường anh em thấy nhỏ vậy nó dài lắm. Khó kiếm được cái thùng đó. Đó. Rồi mạnh đóng theo cái cách truyền thống đó giờ mình đóng. Vặn lót giấy, vặn hai ba lớp bọc, vặn lớp vặn lời quấn keo, nói chung là về tới khách hàng khui ra mà khách hàng còn không biết cái đó bị bể mà. Tại vì sao lúc mà khách hàng gầm đó khách hàng nói còn cứng lắm, còn chắc chắn lắm. Không có bị bung xúc gì chứ á. Nhưng mà nó bể trong á, nó đè do mạnh gối kỹ quá anh em hiểu không? Khi mà nó đè xuống như nè. Là nó dở lên, nó vẫn có đèn hồi lại, có nghĩa là cái lớp mà mạnh gói nó không bị bung ra, nó vẫn đèn hồi lại, nó vẫn còn nguyên si luôn đó, nhưng mà vẫn bể thì thôi mình chịu, nó chuyện bình thường đó với mình. Buôn bán mà anh em nó phải có trục trặc đó. Thật sự cái vấn đề mà bù hai cái lường, mình không có buồn nha, mình không có buồn nha, mình rất là bình thường luôn. Nói chung là cái chuyện mà mất tiền chịu đối với mình rất là bình thường, nhưng mà thật sự mình tức là tức cái vụ mà cái đồng hồ hơn. Quá vậy, bán đồ cho người ta nói mặt kính âm pha, cuối cùng không phải mặt kính âm pha, nói thẳng là không phải mặt kính âm pha. Bán cái đồng hồ cho người ta giá trị trên 1 triệu, cây kim nó nhảy không vô đổi thì thua. Nói chung là thôi tốt nhất dừng ở đây không nói gì cả. Rồi, cảm ơn anh em xem clip nha. Chúc anh em một buổi tối xem xong rồi được cái clip mình ngủ ngon nha. Rồi anh em nào mà thích clip này anh em bấm like giùm mạnh. Còn không thích thì cứ việc dislike nha.